em nghe nè. Dạ. Ủa sao ông chạy hàng nãy ông nói với em là 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi mới ra mà, 12 giờ mới hạ gì mà. Vậy đó hả? Rồi. Rồi rồi ok, nói gì em biết rồi. 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 Dạ dạ. Rồi ok em. Dạ. Rồi 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 ok em. Dạ. Tiếp tục về dùng vuông quê hương miệt thứ để mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây thì kênh 40 của Thứ Nhất An Biên các bạn ơi. Hôm nay tiếp tục mình quay cho các bạn xem về cảnh hai con máy cắt Kubota 105 mà có gắn carbin đó các bạn. Máy thả trạng dùng này thì bà con mình trồng ST 24 hoặc 25, giá trên tại ruộng hiện giờ thì cũng được 10.000 cho đến 11.000 một tí nha. Nó lỏng kính khá là tuyệt vời. Ở ngoài nhìn do không thấy tài xế, nhưng mà tài xế nhìn ra thì thấy rất là rõ mọi từ quật từ quyệt ở bên ngoài luôn nha các bạn. Chạy lên rồi cái chiếc kia nó cũng gắn cabin và máy lạnh cho tài xế luôn. Chiếc này lúc này chạy lên mình được biết thì cặp máy này của một bác nông dân tên là Hai Gâu ở gì đó ở quê Hồng Đất, Kiên Giang. Hai chiếc tay máy này cắt chung thì khá là nhanh nha các bạn. Đây một cặp gì nè. Rồi ở đây thì anh em mấy cậu ra đồng rớt lúa nha. Máy đang kết hợp với nhau chạy giống như là chạy đua vậy các bạn.
xem thử máy nào sẽ chạy nhanh hơn nha các bạn. Máy 1 và máy 2. Mình thấy hai chiếc đang ngang bằng với nhau. Hai tài xế đua nhau á.
thì đang cắt lên.